Hồng Vân. Năm nay mình 45 tuổi. Hiện tại mình đã nghỉ hưu và ở nhà làm công việc nội trợ. Vì ở nhà làm công việc nội trợ cho nên là có rất là nhiều thời gian để đi du lịch. Và mỗi lần đi du lịch về ấy, thì cái làn da của mình ấy, trời ơi, nó đen mà nó xấu vô cùng. Mãi nó không thể phục hồi lại được ấy. Sau khi được người bạn tặng cho hộp sữa tắm mang nhãn hiệu là men rượu Sake, thì mình tìm hiểu, mình mới biết được rằng là phụ nữ người Nhật ý, họ dùng men rượu Sake như một loại thần dược để làm trắng da này, mềm mịn và đặc biệt là xe khít lỗ chân lông. Sau khi dùng thử thì mình thấy thích vô cùng, không những làm sạch này, lưu lại hương thơm rất là lâu mà nó còn không bị rít, không bị nhờn và không bị khô da một chút nào nữa. Khi sử dụng cái sữa tắm men rượu Sake này, mình thấy rất là thích, da không bị nhờn này, không bị khô hay là rít gì cả, mà mùi hương thơm thì lưu lại rất là lâu. Đối với những người mà có cơ địa da nhờn ý, thì cái sữa tắm men rượu Sake này sẽ là một vị cứu tinh để làm làn da thông thoáng suốt cả ngày.